Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin thưa với quý vị và các bạn, buổi chiều ngày hôm nay thì gửi đúng một đơn hàng đi Đồng Nai thôi. Thì thời gian là đã ngồi vào cái bàn này thì không nghe được điện thoại. Nên là chiều nay là đúng một đơn hàng đi Đồng Nai. Thế còn băng cassette của coi như thế là sư huynh ở Thái Nguyên thì đệ đang thâu nhá. Đệ đang thâu, ngày mai đệ gửi cho huynh. Những người thợ sửa đài chuyên nghiệp, người ta có kiến thức sâu nhá, kiến thức uyên thâm về điện tử, người ta hiểu biết uyên bác về điện tử, thì người ta sửa cái đài chỉ phút mốt, bỏ phút mốt thì quá đấy, nhưng chắc người ta sửa chỉ nửa tiếng cái, tức là người ta làm một tiếng là được sửa được hai cái đài. Còn mình là người nông dân, có những chiếc một ngày, có những chiếc một tuần, thậm chí có những chiếc một tháng, cá biệt thì có những chiếc một năm. Thế nhưng mà cho dù một tuần hay là một tháng, một năm, nhưng mà khi mà mình là người nông dân mà mình làm cho nó rên rỉ lên được, hạnh phúc, hạnh phúc như người nông dân cày xong thửa ruộng ấy nhá, ra đầu bờ coi như thế là làm bát chè xanh với lại làm điếu thuốc lào ngửa mặt lên trời, cảm thấy nó sung sướng cái cuộc đời lắm. Đấy, vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng. Ông Tố Hữu cũng bảo rồi. Đấy, thì mình vậy, làm được cái đài nó chạy sướng lắm, cho dù là nó lâu thời gian, nó lâu mấy ngày rồi, thế nhưng mà biết làm thế nào được thì thôi, thì gọi như cổ nhân bảo là cần cù bù khả năng. Mình đã không có cái gọi là cái hiểu biết sâu về điện tử thì lấy cái cần cù vậy nhá. Cái cửa bên đây nó bị vẹo đầu từ, làm xong rồi chuyển sang cái cửa bên đây thì nó cứ tanh tạch, ấn nó lại cứ nảy lên. Ai cho phép nó nảy nhá? Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Ngồi ở chỗ nào thì nhảy, chứ ngồi ở cái bàn của người nông dân thì không được phép, không được phép. Mời các đồng chí cùng thưởng ngoạn âm sắc mà được người nông dân cân chỉnh thì âm sắc nó còn khiêm tốn nhá. Âm sắc nó mang một cái màu sắc gọi là thôn bản, nghe nó cũng chưa được nịnh cái lỗ tai đâu. Em mong các đồng chí cũng lượng thứ cho. Sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh êm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm say nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa tiếp đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụng về quên lau mắt thu. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn, trời chuyến mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình
tới nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ.